Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món mì xào với rau củ nấm. Thì món này ăn cùng với nước sốt, nước tương. Và đặc biệt cọng mì khi xào xong dai ngon, rau củ thì tươi xanh giòn và vừa ăn. Món này mình dùng để ăn sáng rất ngon nha các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu, thì mình có 100g nấm gơm và 100g nấm đùi gà, 50g đậu que dài cây cải thìa và một củ cà gót. Cần tàu với ngò gí mình dùng một ít, mình sử dụng thêm 100g bông cải trắng và mình dùng 3 miếng đậu hũ trắng, nửa chén nhỏ nước tương, một thìa canh hạt nêm chay, đường với tiêu xay, 2 thìa canh dầu hào chay, 1 thìa canh tương ớt. Mì thì mình sử dụng là 4 vắt, thì mình dùng cái loại mì ăn chay được nha các bạn. Đầu tiên thì phần nấm gơm á, mình gọt cái phần gốc ở dưới. Và nấm đùi gà cũng vậy. Thì mình chọn loại nấm dừa và non á, thì khi mình xào á, sẽ ngon hơn nha các bạn. Và mình chuẩn bị một thao nước muối, mình để cải thìa cũng như bông cải, đậu que vô, mình sẽ ngâm với nước muối là 10 phút để cho cải được sạch. Còn các loại nấm cũng vậy, mình cũng sẽ ngâm với nước muối cũng 10 phút rồi rửa lại nước sạch. Phần đậu que thì mình đã ngâm nước muối rửa sạch rồi, mình sẽ cắt ra những khúc vừa ăn. Cải thìa cũng vậy, thì các bạn có thể để nguyên cây hoặc là mình cắt ra làm 2, làm 3. Bông cải thì nó hơi to, mình sẽ cắt ra làm 4. Còn cần tàu cũng vậy, mình cắt khúc vừa ăn. Đến phần cà gót thì mình sẽ xắt những miếng mỏng, rồi mình xắt lại những sợi vừa ăn. Những sợi dừa như vậy thôi để khi xào sẽ mau được chín. Nấm gơm thì mình cũng sẽ cắt ra làm 2, nấm nào to, còn nấm nào nhỏ thì thôi. Nấm đùi gà thì mình cũng xắt miếng vừa ăn. Đến ngò gí mình xắt mỏng để lát phi cho thơm. Và mình sẽ bắt một cái chảo lên để dầu ăn vô, rồi để phần đậu hũ trắng vô, mình chiên cái phần đậu hũ này á cho vừa vàng. Đậu hũ thì giờ mình chiên cũng vừa vàng, đem ra ngoài giấy thấm dầu. Rồi tiếp tục mình cũng bắt một chảo nước lên nấu cho sôi, rồi để dầu ăn vô để đi trụng cái phần mì á. Thì mì á mình sẽ trụng 2 phút. Trụng đừng có quá chín á, để cọng mì khi ăn á còn cái độ dai nha các bạn. Mì thì nãy giờ mình trụng cũng được 2 phút, sợi mì cũng chín đều rồi, thì mình sẽ vớt đem ra ngoài thao nước lạnh rồi để gáo. Rồi mình cũng bắt cái chảo nước lên để dầu ăn vô để trụng các loại rau củ cũng như đậu. Thì mình để đậu que, cà gót và đậu cải thìa vô để mình trụng trước, tại phần này nó lâu mềm, lâu chín. Rồi như vậy vừa chín tới mình cũng vớt ra thao nước lạnh. Rồi tiếp tục mình trụng cái phần bông cải trắng với lá cải thìa, mình cũng trụng vừa chín tới. Rồi khi chín mình cũng đem ra cái thao nước lạnh. Mình bắt một cái chảo lên để ít dầu ăn, rồi để phần mì vô để mình đi áp chảo. Thì mình áp chảo khoảng 3 phút nha các bạn. Rồi để nước tương vô. Áp chảo chủ yếu để cho cọng mì săn lên á, khi mình xào nó sẽ ngon hơn. Và mì thì mình áp chảo gì được rồi mình cũng đem ra ngoài. Và mình sẽ đi làm phần sốt xào mì. Thì mình để nước tương, hạt nêm chay, đường với tiêu xay và dầu hào chay, tất cả mình để hết vô. Rồi mình cũng thêm cái tương ớt để cho phần sốt được ngon và có màu đẹp, có vị cay nhẹ. Mình để vô đây là phần ớt bột một ít.
thì các bạn có thể thay thế bằng ớt khô nha và nước lọc. Mình sẽ khuấy cho cái phần sốt xào này á cho tan gia vị đều. Và mình nêm nếm phần sốt thì cũng vừa ăn rồi. Và mình bắt một cái chảo lên để dầu ăn vô, rồi rí phi cho thơm, rồi để nấm đường gà, nấm rơm vô. Mình xào vô phần nấm xanh và thơm, tại vì phần nấm nãy mình không có trụng trước á, nên giờ mình sẽ đem đi xào trước. Rồi mình sẽ để gia vị sốt xào nãy mình làm trước á, mình để vô. Rồi mình cũng xào đều cho phần nấm vừa chín tới và phần sốt xào thấm đều vào trong nấm. Rồi mình để tất cả các rau củ cũng như cải mà nãy mình có trụng trước á, mình để hết vô. Rồi mình trộn đều lên cho phần rau củ với nấm á, đều lại với nhau. Mình sẽ để cái phần sốt xào vô. Rồi mình cũng sẽ trộn đều lên. Thì các bạn thích các loại rau củ nào hoặc là nấm nào á thì mình có thể thêm vô để cho cái món mì xào của mình được ngon hơn nha. Và tất cả rau củ mình xào cũng đều thì mình sẽ để phần mì vô. Mình rưới cái phần sốt xào. Rồi mình cũng xào đều cho phần mì á với rau củ đều lại với nhau. Mình để cái phần đậu hũ. Đậu hũ này khi chiên xong á thì mình sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn. Rồi mình cũng để phần sốt xào vô. Mình cũng xào đều. Giờ thì tất cả rau củ cũng như mì á thì cũng đã chín. Gia vị cũng thấm rồi. Thì mình sẽ để cần tàu vô. Rồi mình cũng xào đều. Thì khi nào mà mì với rau củ chín hết rồi mình hãy để cần tàu vô. Để cho cái phần cần tàu á, khi ăn á, còn độ tươi ngon nha các bạn. Giờ tất cả thì cũng đã chín á. Thì mình sẽ rưới vô đây một ít tiêu xay. Và để ít cộng hồ rí lên á. Giờ mình sẽ múc cái phần mì xào chay ra dĩa cho các bạn xem nha. Và món mì xào với rau củ nấm thì mình cũng vừa làm xong á. Món này á thì các bạn có thể làm món ăn sáng rất ngon, lại thanh đạm, ăn lại không bị ngán á. Thì chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.